Chào các em, chúng ta giải vòng số 6 Willambeck của khối lớp 6. Bắt đầu từ vòng thi này thì sẽ có rất nhiều kiến thức mới và khó. Thành ra là đòi hỏi là các em phải cập nhật thêm nhiều kiến thức mới ha. Kể cả những kiến thức ngoài cuốn sách giáo khoa, chúng ta cố gắng tìm những cái chuyên đề nữa hay sử dụng để mình thực hiện ha. Rồi, tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia 2 dư 1, chia 5 dư 2 và chia hết cho 3. Ngay câu đầu tiên các em đã gặp khó khăn rồi, thấy chưa? Rồi, giờ những cái đáp án nào mà dễ ta làm trước đi, tiết kiệm thời gian. Số nguyên tố lẻ nhỏ nhất là số 3 rồi, đúng không? Số 6 người ta cho thì ghi lại. Rồi, số các ước nguyên dương của 18 thì các em sử dụng kỹ thuật mà ta đã học, thầy đã dạy cho các em ở trong khóa học V61 á, thì các em sẽ tính được số ước của nó là bằng 6 ước ha. Bài này ta giải ở nít trước rồi các em nè, giải nít trước rồi nha. 27, 171, một xin lỗi 131. Số nguyên tố nhỏ nhất có dạng 131 thì các em thử ngay số 131 đi. Rồi dùng kỹ thuật V61 đã học đúng, 131 là số nguyên tố luôn. Vậy nó là nhỏ nhất luôn. Số các tập con có 2 phần tử thì sẽ có 3 tập hợp. Cái này ở nít trước ta làm rồi ha. Là 3 tập hợp, là tập hợp gồm có số 1, số 2, rồi tập hợp số 2, số 3, tập hợp số 1, số 3 ha. Bài cuối cùng, bài này ta sử dụng kỹ thuật mà thầy đã dạy luôn đi, trong khóa học V61 ha. Rồi x sẽ bằng 16. Còn cái em giải bằng tay thì nó cũng ra thôi, nhưng mà sẽ hơi mất thời gian. Cái cuối là 2 mũ 4 luôn, 2 mũ 4 thì bằng 16 luôn. Rồi còn câu này là câu khó nhất ha. Câu này khó nhất thì thầy sẽ giải tường minh cho các em theo dõi luôn. N chia 2 dư 1. N chia 2 dư 1. Đây chính là bài mẫu ở trong khóa học V61 của thầy luôn, không? N chia 2 dư 1. N chia 5 dư 2. Đúng bài mẫu luôn kìa. Và N chia hết cho 3. Có 3 dữ kiện ha. Tìm số tự nhiên N nhỏ nhất, càng nhỏ càng tốt. Rồi N chia 2 dư 1. À, thầy cũng dạy các em là nhiều lúc mình cũng đừng có máy móc quá nghe. Nếu đây đang là giờ thi ha, nếu đây đang là bài thi ở trên cuộc thi thực sự vòng các cấp thì các em sẽ đánh nhanh rút gọn này. 6 6, 131 131, 16 16, rồi 3 3, các em còn sẽ ăn thời gian của người ta nữa ha. Tới đây các em chọn luôn ha, cho nó nhanh rồi qua bài khác để tiết kiệm thời gian. Rồi nhiều lúc là điểm nó bằng nhau nhưng mà điểm thời gian mình ngắn hơn thì mình lợi hơn, chứ mình cứ ngồi mình rề rề. Tới đây là chọn luôn, chứ đi thi mà ngồi làm người ta kêu mình khùng ha. Còn đây đang là bồi dưỡng để lấy kiến thức, cho nên chúng ta cùng làm. N chia 2 dư 1. N chia 5 dư 2. Bây giờ gặp những bài toán chia mà dư thì các em cố gắng đổi về toán chia hết ha. N chia 2 dư 1, cái này ở trong khóa học V61 thầy có cái bài này rồi ha. N chia 2 dư 1 thì N mà cộng cho 3 thì sẽ chia hết cho 2. Cho nổi không? Đang dư 1 cộng thêm 3 là thành dư 4, dư 4 thì chia hết cho 2 thôi. Rồi N chia 5 cũng dư 2 thì N cộng thêm 3 thì cũng chia hết cho 2. Đó. Tại sao thầy lại nghĩ tới việc N cộng 3 chứ không phải là cộng cái thứ khác?
Thì các em theo dõi trong khóa học V số 1 nha. Rồi, như vậy là gì? N cộng 3 chia hết cho 1, à, chia hết cho 2 và chia hết cho 5. Như vậy sẽ N cộng 3 là sẽ chia hết cho 10. Đó. N cộng 3 mà chia hết cho 10 á, thì N cộng 3 có tận cùng là gì? Tận cùng là 0. Thì N cộng 3 muốn chia cho 10 thì tận cùng phải là 0 chứ. Mà N cộng 3 tận cùng là 0 á, thì N sẽ có tận cùng là gì? N cộng 3 có tận cùng bằng 0. Đúng không em? Thì N có tận cùng là gì? Có tận cùng là 7. Thì 7, 7 cộng thêm 3 mới ra tận cùng là 0 nha. Đúng không? Rồi giờ các em tìm số N nhỏ nhất. N nhỏ nhất sao cho N chia hết cho 3 và tận cùng, và tận cùng là 7. Thì bắt đầu kem mò thôi. Không. Kem mò 17, 27, 37, 47, 57 vân vân. Thì kem mò tới số 27 là kem thấy dính ha. Dính liền vậy thôi. Đó, toán tự luận là vậy đó. Ta qua bài thi số 2. Tập hợp các số tự nhiên mà sáu chia hết cho x trừ 1. Như vậy x trừ 1 sẽ là ước của 6 nha. Như vậy nó x trừ 1 sẽ là những số sau đây. Ước của 6 thì có 1, 2, 3, 6 hết. Từ đây suy ra x sẽ thuộc tập hợp nào? X trừ 1 bằng 1 thì x sẽ hơn một đơn vị, hơn cái số 1 một đơn vị là 2. X trừ 1 bằng 2, x bằng 3, 4 và 7. 2 trừ 1 bằng 1, 3 trừ 1 bằng 2, 4 trừ 1 bằng 3, 7 trừ 1 bằng 6. À, vậy là 2, 3, 4, 7. 2, 3, 4 và 7. Tập hợp các số tự nhiên x sao cho 6 chia hết cho x trừ 1. Vậy thôi. Ước của 6, x trừ 1 sẽ là ước của 6 là 1, 2, 3, 6. X trừ 1 bằng 1 thì x bằng 2, x trừ 1 bằng 2, x bằng 3, v.v. 2, 3, 4, 7, vậy nha. Cái bài này ở nít trước ta làm rồi các em nha. Tổng hai số nguyên tố bằng 43 đó chính là 2 cộng 41. Như vậy B là số 41. Tiếp tục. Tổng tập hợp các số có hai chữ số là bội của 32 thì có 32 đầu tiên nè. Tập hợp các số có hai chữ số là bội của 32. Tiếp theo là cộng dồn 32 vô là thành 64 nè. Cộng 32 nữa là thành 96 nè. 32, 64 và 96. Tập hợp các số có hai chữ số là bội của 41 làm y vậy luôn. 41 nè. 82 nè. Hết. Năm số nguyên tố đầu tiên cộng lại. 2 cộng 3 cộng 5 cộng 7 cộng 10 11. 2, 3, 5, 7, 11 là bằng 28. Ha. Thử cộng lại đi. Tổng của tất cả các số nguyên tố có một chữ số, sao dễ vậy trời. Những số nguyên tố có một chữ số là 2, 3, 5, 7 thôi. 17. A là một số chẵn chia hết cho 5. Như vậy A là một số chẵn
Rồi B chia hết cho 2, vậy cả A và B đều chẵn. AB đều chẵn thì A cộng B cũng là chẵn. Chẵn cộng chẵn là thành số chẵn. Mà số chẵn khi chia cho 2 thì dư 0. Trời ơi, như vậy là cái dữ kiện chia hết cho 5 là đâu có cần thiết gì đâu. A là một số chẵn, B chia hết cho 2, vậy là B chẵn luôn. Chẵn cộng chẵn là chẵn, mà chẵn khi chia cho 2 thì dư 0. Cái bài này ở nick trước thầy làm rồi các em nhé, có hai cặp. Các em trở lại nick trước các em xem ha. Trở lại nick trước các em xem. Nó có hai cặp là 2, 5 và 0, 13. Biết rằng số 691 nhân k là một số nguyên tố. Như vậy, biết rằng số 691 nhân k là một số nguyên tố thì k bắt buộc phải bằng 1 nhé. Chứ k mà khác 1 là nó lòi ra 2, 3 ước nữa các em nhé. Dùng 3 trong 4 số 4, 3, 1, 5 ghép lại thành số chia hết cho 9 và chia cho 5. Như vậy là muốn chia hết cho 5 á, thì phải lấy số 5 vô vị trí cuối cùng rồi nè, thì nó mới chia cho 5 được. Rồi hai số còn lại cộng lại rồi cộng với 5 là phải chia cho 9. Như vậy là tao còn 3 với 1 thôi. 3, 1, 5 hoặc là 1, 3, 5 nữa. Hết rồi. Không thể nữa, đúng không? 1, 3, 5. Dạ, 3, 1, 5. 1, 3, 5 cộng lại 9, 3, 1, 5 cộng lại 9 rồi tăng dần. Chia cho 9 với cho 5, hết rồi đó. Rồi như vậy là sẽ dễ rồi ta. Bài thi số 2 này có vẻ quá dễ ha. Không có câu nào căng hết. Nộp bài. Rồi các em nhớ muốn tham gia khóa học của thầy thì các em gõ vùng nguyên luận ha. .wordpress.com. Mọi thông tin về các khóa học online cũng như sau này là các khóa học học thêm để luyện thêm kiến thức trên lớp rồi nâng cao các khối để có thể vào đội tuyển học sinh giỏi. Hay là về lâu về dài mình thi trường cấp 3, thi tuyển sinh trường cấp 3, thi tuyển sinh trường chuyên. Để em vào đây nha. Cách đăng ký thì hoàn toàn đơn giản. Học phí thì cũng chẳng bao nhiêu với em. Có nhiều em hỏi thầy là học phí một tháng 100.000 thì không phải đâu. 100.000 này là cho cả khóa học đó ha. Chủ yếu thầy cô làm là vì lan tỏa kiến thức thôi, chứ học phí trả bao nhiêu trả đáng so với công sức mà của hệ thống đã bỏ ra rồi. Rồi chúng ta qua cái bài thi tiếp theo.
Rồi chúng ta tiếp tục giải các em. Bài thi đầu tiên. Tập hợp các số nguyên tố nhỏ hơn 31 thì có gì? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 10 số. Khi viết liền nhau bài này ở nick trước thầy giải được em nhé. Ở nick trước thầy giải kỹ lắm. Các em về nick trước các em coi. 20 số. Tại sao là 20 thì giảng rất kỹ. Có 5 đội bóng đá. À, cái này nick trước cũng làm rồi. Như vậy là nếu dùng kiến thức ở trong khóa học V61 này nè. Thì cái bài này các em gặp rất nhiều trong thi cử. Và các em sẽ giải rất nhanh. Ở đây là ta sẽ lấy 5 nhân 4 rồi chia đôi. 5 nhân 4 là 20, chia đôi bằng 10. Còn tính lượt đi lượt về nó lại khác em nhé. Các em nên tham gia khóa học V61 thì sẽ nắm vững thêm một số kỹ thuật này. Nhiều kỹ thuật chứ không phải một số nữa ha. Ta qua bài tiếp theo. Số phần tử tập hợp này thì số cuối sẽ là 2998 trừ số đầu tiên là 14 chia đôi cộng 1, 1493 phần tử. 1493. Số phần tử của các số tự nhiên chia hết cho 7 nhỏ hơn 50, vậy số cuối cùng là 49 trừ số đầu tiên là 0. Chia khoảng cách là 7 rồi cộng cho 1 đã có 8 số ha. 8 số. Tập hợp các số tự nhiên lẻ có 3 chữ số thì số cuối là 9. 999 trừ số đầu là 101. Chia đôi cộng 1 450. Khoảng cách giữa các số lẻ là 2 các em nhé. Cuối chữ đầu chia khoảng cách và đem cộng cho 1. William Bích 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nhưng mà chữ Y nó lập 2 lần. Vậy là chỉ còn 8 số thôi ha. 8 số. 8 phần tử. Xin lỗi, 8 chữ. 7. Số tự nhiên nào mà 7 trừ cho nó bằng 8 làm gì có? Làm gì có số tự nhiên đó? 7 trừ làm sao 8 được? Sau này các em học số nguyên thì có ha. Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số đó bằng 5? Thì bài này ở nick trước thầy giải rồi, giải rất kỹ. Nó sẽ có 8 số thôi. 8 số thôi. Tổng các chữ số bằng 5. Ở bài trước thầy giải kỹ ha. Giờ thầy có thể nhắc lại luôn. Đáp án của nó là nếu các em đếm thì nó cũng nhanh đó. 410 nè, 140 nè, đó. Rồi gì nữa? Bốn, 01 nè, 104 nè, rồi 320 nè, 230 nè, rồi 302 nè, và 203. Hết rồi đó. Các chữ số khác nhau và cộng lại là bằng 5. 8 số. ABC là 3 số nguyên tố đôi 1 khác nhau. Thì theo cái công thức thầy đã dạy, theo cái chuyên đề thầy đã dạy trong khóa học V61 thì các em dễ dàng tính được số ước số sẽ là 4 x 6 nhân 3. Mà ở bài trước chúng ta cũng gặp bài này nhiều rồi. Lấy các cái số mũ cộng 1 và nhân lại ha. Còn tại sao lại như thế thì các em vào khoa học V61 để nghiên cứu, để hiểu ha. Và nâng luyện. Bảy mươi hai. Như vậy thầy lại giúp các em giải tiếp một nick nữa rồi. Hẹn gặp lại các em ở các cái vòng thi tiếp theo. Tạm biệt các em. Nhớ tham gia các khóa học của thầy nếu thích.